Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, ngày 23 tháng Chạp âm lịch là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt. Tương truyền, đây là ngày ông Công, ông Táo cưỡi cá chép bay về trời, báo cáo những việc xảy ra trong năm qua của gia đình. Mâm cúng ngày 23 tháng Chạp cũng phải được chuẩn bị chỉn chu, cẩn thận không kém ngày rằm tháng Giêng hay ngày cúng giao thừa, với đầy đủ các món ăn từ đơn giản đến phức tạp. Đặc biệt, mâm cúng ông Công ông Táo tuyệt đối cấm kỵ món này, nhưng nhiều gia đình chủ quan vẫn phạm phải, khiến thần linh của trách, tiền vàng đội nón ra đi. Vậy đó là món ăn kiêng kỵ nào? Chúng tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Món ăn kiêng kỵ cúng ông Công ông Táo, mâm cúng 23 tháng Chạp, càng ngày càng trở nên phong phú, nhưng bạn không nên cúng món cá rán vi phạm điều kiêng kỵ. Theo quan niệm truyền thống, mỗi gia đình còn cúng thêm một chậu cá sống, sau đó sẽ phóng sinh ra ao, hồ, sông suối, với ý nghĩa là đưa phương tiện đi lại ba vị đầu sau lên trời được suôn sẻ và thuận lợi. Tùy theo phong tục tập quán ở mỗi địa phương, mâm cúng ông Công ông Táo cũng có những điểm khác biệt. Nhìn chung không thể thiếu các món ăn truyền thống như gà luộc, bánh chưng, nem rán, giò, canh măng. Ngoài ra, mỗi vùng miền lại có các món ăn đặc trưng khác nhau, mang đậm bản sắc của mình. Ngày nay, nhiều món ăn sáng tạo cũng có mặt trên bàn thờ tổ tiên là mâm cúng 23 tháng Chạp, càng trở nên phong phú và mới mẻ. Tuy nhiên, dù sáng tạo đến đâu, bạn cũng không nên làm món cá rán, bởi đây là món ăn được cho là kiêng kỵ và không may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, tuyệt đối không nên cúng cá rán, đặc biệt là cá chép, bởi việc làm này sẽ mâu thuẫn với phong tục truyền thống là cá chép được phóng sinh khi còn sống. Nếu cúng món ăn này, ông Công ông Táo sẽ không còn phương tiện lên chầu trời. Theo nguyên mẫu gốc, các gia đình cúng một chậu nước với cá sống, cá chép được thả xuống nước sẽ hóa rồng. Ngoài cá chép, bạn cũng có thể cúng một số loại cá khác cũng không ảnh hưởng. Đây chỉ là quan niệm truyền thống mang tính chất tham khảo, nhưng nhiều gia đình đều tuân thủ với ý nghĩa có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Để thay thế cá rán, nhiều bà nội trợ khéo tay có thể làm cá chép bằng các loại thạch, bánh hay tạo khuôn từ xôi gốc, xôi đỗ vẫn mang được hình ảnh đặc trưng mà không vi phạm những điều tối kỵ. Ngoài ra, lễ cúng ông Công ông Táo cũng không chỉ đơn giản là bày biện mâm cơm và cúng, mà còn có những vật đại kỵ gia chủ tuyệt đối không nên phạm phải sau đây. 1. Cúng lễ sau 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Lễ cúng ông Công ông Táo cần được tiến hành trước khi ông Táo bay về trời, báo cáo với Ngọc Hoàng, tức là trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Vì vậy, tùy theo điều kiện thời gian của từng nhà, có thể cúng ông Táo vào trưa hoặc tối ngày 22 tháng Chạp hoặc sáng ngày 23 tháng Chạp. Sau 12 giờ trưa là thời điểm ông Công ông Táo đã về trời nên cúng lúc này sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. 2. Khấn xin tài lộc sung túc. Theo các chuyên gia phong thủy, lễ cúng 23 tháng Chạp mang ý nghĩa tiễn ông Công ông Táo về trời để báo cáo việc lớn việc nhỏ trong năm của gia chủ với thiên đình. Vì thế việc cầu xin phú quý sung túc là không nên. Gia chủ chỉ xin táo quân bẩm báo điều tốt, bất nói điều không hay. 3. Thả cá từ trên cao. Cá chép chính là con vật các vị táo dùng thay cho con ngựa để cưỡi về trời, bẩm báo về cuộc sống của gia đình bạn trong một năm qua. Thế nên gia chủ đừng ném cá từ trên cao xuống sẽ khiến chúng hoảng sợ. Hãy nhẹ nhàng thả cá chép xuống hồ, sông và đừng quên mang túi ni lông về thay vì vứt bừa bãi kẻo gây ảnh hưởng đến môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, tục cúng ông Công ông Táo mang ý nghĩa thờ thần bếp, chuyên cai quản bếp núc giữ ấm cho gia đình, cầu mong một năm tiếp theo ấm no đủ đầy. Đây là một lễ cúng quan trọng nhưng nhiều người vẫn chưa rõ các bước cũng như lễ vật dâng cúng đầy đủ. Chi tiết sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lễ vật cúng ông Công ông Táo. 1. Trang phục của ông Công ông Táo. Trước khi sắp mâm cỗ cúng ông Táo, gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ các lễ vật cúng táo quân, gồm có 3 chiếc mũ táo quân, 2 chiếc mũ ông Táo có cánh chuồn, 1 chiếc mũ bà Táo không có cánh chuồn. Cả 3 mũ đều được trang trí long lánh và sặc sỡ. Ở nhiều nơi, người ta chỉ sử dụng 1 chiếc mũ có cánh chuồn để tượng trưng kèm theo áo và đôi hia giấy. Những đầu mũ, áo hia bằng giấy này sẽ được đốt đi sau lễ cúng táo quân cùng với bài vị cũ, sau đó bài vị mới được lập. 2. Đồ cúng ông Công ông Táo khác. Việc chuẩn bị lễ cúng táo quân ở mỗi vùng miền đất nước sẽ có sự khác nhau. Ở miền Bắc, ngày 23 tháng Chạp sẽ không thể thiếu những con cá chép sống thả trong chậu nước. Xuất phát từ tích,
cá chép hóa rồng để đưa ông Táo về châu trời. Ở miền Nam thì đơn giản hơn, người ta chỉ cúng mũ, áo và đôi hia bằng giấy mà thôi. 2. Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo. Mâm lễ cỗ mặn cúng ông Công ông Táo thường bao gồm một đĩa gạo, một đĩa muối, một đĩa hoa quả, một quả bưởi, một lọ hoa cúc, một lọ hoa đào nhỏ, một quả cau lá trầu, ba chén rượu, một ấm trà sen vàng mã. Các món mặn phải có bao gồm thịt lợn luộc, đây là món quan trọng nhất dùng để dâng cúng Táo Quân. Thịt lợn luộc dùng để sắp mâm cỗ cúng ông Công ông Táo nên là thịt vai hoặc là gáy. Khi thắp hương, miếng thịt cần để nguyên, tuyệt đối không được thái miếng. Một món canh. Canh là món không thể thiếu trong mâm cúng ông Công ông Táo. Món canh thường được các gia đình nấu để dâng cúng là canh măng, canh khoai hoặc là canh mọc. Một món xào có rau. Một món rau xào cúng giúp mâm cơm cỗ cúng ông Táo thêm đầy đủ. Bạn có thể nấu những món xào quen thuộc như su su hay là su hào. Tuy nhiên vì dùng để cúng nên không được cho tỏi khi xào nấu. 3. Đặt mâm cúng ông Công ông Táo ở đâu? Có nhiều người quan niệm rằng Táo Quân là thần bếp núc, vì thế mâm lễ cúng nên tiến hành ở khu vực bếp. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, đây là cách hiểu đúng nhưng chưa đủ. Táo Quân là cách nói tắt bởi lễ cúng Táo Quân được xem là lễ cúng chung ba vị, bao gồm thần đất, thần nhà và thần bếp. Dân gian thường gọi chung là thần linh thổ địa, được thờ trên bàn thờ. Trước đây, nhiều gia đình đặt bàn thờ nhỏ trong bếp. Trên bàn thờ có bảy vị bằng chữ Hán vào ngày 23 tháng Chạp, sẽ cúng một mâm cỗ ở bàn thờ này và một mâm cỗ trên bàn thờ. Khi cúng phải để lửa trong bếp cháy rực, mâm cỗ để huề, có như vậy gia chủ mới ấm no và sung túc. Tuy nhiên khi việc thờ cúng ngày nay được đơn giản hóa, chỉ dùng một bàn thờ chung cho cả nhà, lễ cúng ba vị thần sẽ được tiến hành trang trọng nhất chính là khu vực bàn thờ. 4. Những lưu ý cần ghi nhớ. Bạn có thể chọn một ngày gần nhất với ngày 23 hoặc cúng đúng ngày 23 tháng Chạp, gia chủ làm lễ quan soái, lễ sửa bát hương. Sau khi bát hương được lau sạch sẽ, để lại ba chân hương đẹp nhất. Lễ sửa bát hương chỉ thực hiện một lần trong năm vào 23 tháng Chạp. Gia chủ ăn mặc chỉnh tề, áo dài, quần dài gọn gàng, sạch sẽ, bày lễ lên hương và khấn. Trong lúc khấn cúng phải giữ tâm thái hoan hỷ, vui vẻ để tạo ra năng lượng tích cực trong thờ cúng và tâm linh. Sau khi hết 1 đến 2 tuần hương, gia chủ khấn vái thành tâm tạ, lễ hóa vàng và đốt cá chép giấy hoặc thả cá chép thật. Những năm gần đây, nhiều gia đình thường mua cá chép trong ngày lễ ông Công ông Táo rồi phóng sinh ra ao hồ. Một lưu ý là không nên mua cá chép về rồi thả cá bừa bãi ra những nguồn nước ô uế, làm cá bị chết. Nếu phóng sinh, cá chép phải chọn môi trường sạch để cá dễ dàng sống được. Nhiều nơi không hiểu dùng cá rán để cúng là không phải. Đặc biệt, người dân cũng không nên theo trào lưu phóng sinh mà mua cả chậu cá, thả cua, ốc, rùa. Quý vị và các bạn thân mến, Táo Quân là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ. Ông là vị thần quyết định sức khỏe, may rủi, hạnh phúc, họa cho gia chủ. Bên cạnh đó, theo quan niệm của người Việt, Táo Quân còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ, giữ bình yên cho gia đình. Do đó, khi thực hiện lễ cúng này, gia chủ phải hết sức lưu ý. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.